C. Sầu khổ thái lai. D. Bị cực ấm no. Thời gian bắt đầu. Thầy nhắc lại câu hỏi. Tiền kiếm vào câu thành ngữ sau. Qua cơn chấm chấm đến hồi chấm chấm. Đáp án A. Khổ cực ấm no. B. Bị cực thái lai. C. Sầu khổ thái lai. Và D. Bị cực ấm no. Chúng ta hồi hộp vào để xem kết quả của hai bạn như thế nào. Xem trò. Và đáp án chính xác là ai rồi để hỏi các bạn. Quang quang. Trời ơi. Đáp án chính xác là đáp án B. Quang quang lưỡi thực đến hồi Thái Lan. Và chúng ta đã tìm ra được người trả lời sai. Con tên là cái gì con đó nè? Nếu thầy nhớ là con là bộ mổ Phúc Lâm đúng không? Và thầy chúc mừng thì con đã trả lời sai. Và đứng hàng thứ nhì. Khi con trả lời sai có nghĩa là thầy đã tìm được người đứng thứ nhì của ngày hôm nay đúng không? À và bây giờ xin giới thiệu với mọi người trạng nguyên của cuộc thi rung chuông vàng tối trung học cơ sở. Em là thầy chuông vàng.